Xin chào bác, đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình lên các bác một mẫu xe gọi là siêu phẩm carbon của dòng Focus, thương hiệu Đức, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và được ưa chuộng rất nhiều tại những cái thị trường châu Âu. Thương hiệu Focus, thương hiệu Đức, được chạy bộ chuyển động Shimano, full bộ group Shimano Ultega. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì như các bác thấy trên hình, full carbon, thiết kế khung giống dẹp khí động học, cản gió khi di chuyển trên con đường trường. Được cái tốc độ nó sẽ giúp cái luồng gió đi qua nó tẽ ra, giúp di chuyển nó tốt hơn, đạt cái tốc độ nó tốt hơn, nó cao hơn. Thì cái khung dẹp ở đây là cái đường bo lốp cực kỳ đẹp, và những cái sườn ở đây thiết kế cũng bản cũng rất là to, nhìn cực kỳ chắc chắn và khỏe khoắn. Toàn bộ phần khung là carbon, nước sơn nguyên bản, xe thì còn khá là mới. Như các bạn thấy trên hình này, nước sơn là hầu như không có vết xước nhỏ đáng kể. Xe đánh giá cái độ mới đó phải còn được 85-90%. Đây cái độ mới. Được trang bị bộ vành carbon cao bản, máy cối lổ Novatec. Với những chiếc xe được trang bị cái bộ vành cao bản, nó sẽ tạo được cho cái chiếc xe có cái độ đẹp nó lên rất là cao. Vành carbon cao bản, máy cối lổ Novatec, chạy bộ chuyển động Ultega, bộ chuyển động cũng cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano về xe đua. Chạy full group, nhá xanh 3 mảnh. Ghi đông của chiếc xe là trang bị tay lắc của Ultega. Và dán sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xoay xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Trang bị 4 lít 11 tầng và 2 tầng đĩa, xe 22 tốc độ khác nhau. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá thì có là $34.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và một năm đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.